là lý do đừng có tiết để lại là biết mọi người biết sao không? Khi chúng ta để lại nè thì chúng ta xử lý bên trong này nó không sát, tưởng lấy những cái đọt non sau này là lá trẻ như thế này mọi người thì nó đẹp hơn. Chúng ta đó cắt một lá thì chúng ta phải cắt bỏ luôn hai cái lá kia. Thời gian cắt thì mọi người cũng có lợi mà, mọi người sẽ có được cái gốc lên một khúc nữa. Mọi người cắt rồi là mọi người nhớ uống như thế này thì cái cây chúng ta nó sẽ đẹp rồi ha. Hello mọi người, trở lại với kênh Bonsai Dừa Quỳnh Linh ha. Thì hôm nay tiếp tục những cái series mà làm theo nha, những cái thắc mắc, những cái yêu cầu của tất cả những vị khán giả đã xem kênh của Linh. Thì hôm nay Linh sẽ hướng dẫn cô chú anh chị mình cũng như nói rõ hơn cái cách bỏ lá như thế nào để chúng ta giữ dáng ha. Có một vị khán giả hỏi Linh đó là cái lá nó muốn già rồi, với cái lá nó dài nên bỏ hay không? Bỏ thì nó tiếc quá. Mọi người nên bỏ hay mọi người? Nên bỏ để chúng ta giữ lại cái dáng và dưỡng những cái lá sau này đó. Còn vì sao chúng ta nên bỏ, đừng có tiếc mà nên bỏ, thì ngay sau đây Linh sẽ quay cận vô và vừa làm vừa nói chi tiết cho mọi người dễ hiểu hơn ha. Rồi, đối với những cái lá này như hồi nãy mọi người mới thấy rằng cái lá này nó không được ok nè đó, nó không được ok thì chúng ta nên bỏ để chúng ta dưỡng lại những cái lá mới, những cái đọt non bên trong này. Nó sẽ mất thêm một chút thời gian nữa nhưng mà cái cây dừa chúng ta sau này nó sẽ là rất là đẹp. Với những cái lá này nó chưa có trẻ nè mọi người đó, những cái đọt sau này nó trẻ nó sẽ đẹp hơn. Thì tại sao chúng ta cần phải bỏ những cái lá này? Thì chúng ta cứ cắt bỏ thôi bình thường thì cần phải hy sinh đó. Mà cái cây này Linh nuôi cái gốc rất là to luôn rồi nè, nuôi rất là lâu rồi nhưng mà đành phải hy sinh những cái lá này để một là mọi người hy sinh để chúng ta dưỡng toàn cái cây dừa bonsai của chúng ta đều là lá trẻ như thế này đó mọi người thấy không? Thì từ cái đọt non này nè ra sau này là cái lá nó đều trẻ hết nha mọi người. Nó cho nên mọi người cứ cắt bỏ những cái này, những cái lá này đi, cắt bỏ những cái lá này đi. Thì mọi người đừng có tiếc mà để lại. Là lý do đừng có tiếc để lại là biết mọi người biết sao không? Khi chúng ta để lại nè thì chúng ta xử lý bên trong này nó không sát thì tạo điều kiện cho cây dừa của chúng ta nó sẽ lên cao thôi mọi người. Nó sẽ lên cao. Còn khi chúng ta xử lý sát rồi đó thì cái cây dừa của chúng ta nó sẽ hạn chế được lên cao, nó sẽ lùng thì nó đẹp hay mọi người. Cho nên chúng ta nên bỏ những cái lá đó, đừng có để nó ha. Rồi chúng ta dưỡng từ từ, chúng ta sẽ có những cây đẹp. Chúng ta bỏ lá để chúng ta dưỡng lấy những cái đọt non sau này là lá trẻ như thế này mọi người thì nó đẹp hơn đó. Đó là một cái tình huống. Còn cái tình huống thứ hai thì có khi những cái lá này nè là nó già đi, chúng ta cắt bỏ hoặc là có thể bị con cào cào, con sâu gì ăn nó xấu thì chúng ta cắt. Thường á là cái lá nó sẽ đồng đều như thế này, thì nếu cái lá này hư, cái lá này không hư luôn thì chúng ta cũng phải cắt luôn cái lá này mọi người để cho nó đều nè. Thường là ba cái dừa nó ra là ở đây hai lá này với một lá lên mới cắt nè, là nó ra ba cái giống như ba cái chân ghế như thế này ha, giống như ba cái chân ghế thì chúng ta đó cắt một lá thì chúng ta phải cắt bỏ luôn hai cái lá kia, giống như Linh mới cắt ba cái lá này, để cho sau này bên trong này nè nó ra nó sẽ đều, ở ngoài chúng ta nhìn nó sẽ đều. Thì đây một lá, hai lá và một lá bên đây thì ba cái lá đều của nó với nhau đó. Mọi người thấy em, mọi người hiểu chưa? Thì chúng ta cắt thì chúng ta nên cắt bỏ chứ đừng có chừa lại, nó sẽ mất cân đối, nó không có đẹp. Rồi xong là chúng ta xử lý bên trong này, xử lý sát xuống thì cái cây dừa nó chúng ta nó sẽ lùng, nó không phát triển lên cao thì nó đẹp. Chúng ta giữ dáng đó mọi người, gọi là giữ dáng cho nó đẹp đó. Cho nên là cô chú anh chị mình đừng có tiếc mà cứ cắt đi, cái lá nó ra cũng hao lắm, chúng ta cứ chăm rồi đến khi mà nó ra cái lá trẻ không lùng lại đẹp là lúc đó mọi người mới thấy thành quả của mình rất là ok. Thì mọi người trong thời gian cắt thì mọi người cũng có lợi mà, mọi người sẽ có được cái gốc lên một khúc nữa. Đó, cái cây càng giá trị hơn nữa mọi người. Đó, cái cây càng giá trị hơn, cái cây cái gốc nó lên cao nữa, càng đẹp càng giá trị nữa. Thì mọi người nhớ là lúc nào Linh cũng hướng dẫn mọi người nè, cái này thì mọi người cắt chừa một ít như thế này. Đó, chừa lại một ít ha.
để cho nó phát triển cái bộ đế. Chứ mọi người cắt sát luôn cái đế của nó, nó tới đây nó bự, tới đây nó sẽ nhỏ xíu và siêu lại luôn mọi người. Cho nên là mọi người thấy nè, Linh cắt nè, từ đây đến đây nó đều nè. Chừa một thời gian nó khô khô rồi chúng ta mới xử lý tiếp ha, chúng ta mới xử lý tiếp. Rồi bên trong này chúng ta cũng cắt sơ sơ bỏ đây thôi. Chủ yếu là chúng ta làm gì? Cắt cái này sát xuống nè. Cắt những cái bẹ này sát xuống để cho những cái đọt non bên trong sau này nó sẽ không ôm, nó không phát triển lên cao nữa. Đó, mọi người hiểu chưa? Rồi ở đây thì chúng ta cũng cắt sát xuống. Lấy sát xuống hết luôn. Đó, lấy sát xuống. Mà mọi người nhớ là cắt nè, phải bầu qua đây một chút, bầu qua đây một chút sau này á. Tại những cái bẹ này là những cái bẹ bên ngoài thì á, sau này á, nó bung ra mọi người sẽ thấy đẹp giống y gan như cái bẹ dừa mà của những cây dừa lớn ở bên ngoài vậy đó mọi người, mà nó thu nhỏ thôi tại chúng ta làm bonsai đó. Chứ mọi người đừng cắt thẳng xuống đây luôn thì sau này á, nó bung ra nó sẽ không đẹp nè. Mọi người thấy nó có cái lừng cong như thế này nó mới đẹp đó. Cái này thì Linh cũng có nói nhiều ở trong clip rồi. Rồi ở đây cũng thế. Rồi ở đây mọi người cắt nè, sát luôn nè, nè tới đây là sát nè mọi người, đó cắt sát luôn. Rồi đó sát luôn nè, nè đó nó đứt ra luôn rồi đó. Ok đó mọi người, là cái đọt bên trong nó sẽ không bao giờ ôm lên nữa. Rồi bên trong này thì chúng ta lấy từ từ ra. Rồi bên trong thì mọi người từ từ lấy như những cách bình thường ha. Thì để chút xíu Linh lấy sao, tại đang quay clip thì khó lấy. Tại khi chúng ta lấy chúng ta lại ngồi gần lại, chúng ta tập trung lấy để cho nó hết cái bẹ luôn nó mới ok. Rồi bên trong thì chúng ta cũng xử lý bình thường à. Nếu cây dừa chúng ta tông thấp thì chúng ta xử lý theo tông thấp, tông cao thì chúng ta xử lý theo tông cao. Như cây này tông hơi cao thì cái này thì cái nách lá này nè nó chưa có lên tới đây, lên tới đây chúng ta cắt được rồi là chúng ta cắt sát luôn. Còn ở đây là nó mới lên một ít thôi, rồi Linh chỉ cắt một ít thôi để tạo điều kiện cho cái bẹ này nè nó bung ra nè, khi chúng ta uống nè nó bung ra nó đẹp. Rồi để cho một khúc này cho nó ôm để nó phát triển cái đọt non này lên cao, gần tới đây chúng ta mới cắt thì những cái lá nó mới đồng đều. Thì mấy cái kỹ thuật này thì Linh có nói mấy cái clip trước rồi. Thì nói chung là bữa nay là Linh muốn nói với mọi người là nên giữ lá hay là cắt lá. Cũng có một số cô chú anh chị á, sợ cắt rồi đó, rồi tiếc cái lá mà chúng ta nên cắt đi mọi người. Nhưng chúng ta giữ mấy cái lá này nè chơi cũng đẹp hết, 2-3 lá ở bên trong nè chơi cũng đẹp. Rồi chúng ta uống vào như thế này nè. Mọi người cắt rồi là mọi người nhớ uống như thế này thì cái cây của chúng ta nó sẽ đẹp ha. Từ từ cái lá nó sẽ đẹp. Rồi rất là đơn giản thôi mọi người. Hôm nay thì Linh muốn nói cho mọi người biết để mọi người đừng có giữ cái lá. Có khi cái lá xấu thì mọi người cứ cắt đi đó, hoặc là cái lá bị cào cắt thì lưu ý là mọi người cắt là cắt bỏ luôn ba cái bộ ba của nó. Đây là cái bộ ba của nó, 1, 2, 3. Lúc nào cây dừa của chúng ta ra một tầng lá nó cũng có cái ba cái như thế, thì chúng ta cắt là cắt luôn ba lá ha. Thì sau này bên trong nó phát triển ra nè đó, chúng ta nhìn nó mới cân đối, nó mới đẹp. Còn chúng ta cắt một lá là nó thiếu đi mất cái căn sự cân đối của nó mọi người. Mọi người nên chú ý ha, khi cắt là phải cắt ba lá. Rồi clip hôm nay thì chỉ có vậy thôi mọi người, rất là đơn giản thôi. Linh chỉ muốn nói với mọi người cũng như cô chú anh chị đã thắc mắc là hỏi có nên cắt bỏ cái lá không, mà mọi người cũng tiếc tại mọi người ở nhà trồng cũng mỗi người trồng một cây hai cây thôi để chơi, thì cắt cái lá nó tiếc hồi hụi vậy mọi người. Tại Linh thì trồng nhiều cho nên Linh cắt thì cũng không tiếc mấy. Còn cô chú anh chị mình có một cây hai cây cũng tiếc, nhưng mà chúng ta nên cắt để chúng ta dưỡng lại cho nó đẹp sau này. Rồi trong thời gian cắt thì chúng ta lên được cái gốc một khúc nữa thì cái cây càng giá trị hơn nữa thì mọi người, nó càng đẹp hơn đấy ha. Rồi clip hôm nay chỉ có vậy thôi. Linh xin chúc tất cả cô chú anh chị mình sẽ tự tay mình làm được những cây dừa bonsai thật đẹp để chúng ta chơi, để chúng ta trưng, để đón tài lộc cho gia chủ chơi cây dừa bonsai ha. Rồi chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người trong những clip sau trên kênh Bonsai Dừa Hoàng Linh ha.